xin chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết du lịch tối nay 17 tháng 2 của đài truyền hình kỹ thuật số VTC thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam tạo điều kiện cho dạnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía tây bị không khí lạnh đẩy xuống phía nam vắt qua khu vực bắc bộ do vậy mà các tỉnh khu vực miền bắc thời tiết chuyển xấu đi mưa sẽ có xu hướng tăng lên từ ngày mai còn đêm nay thì nhiệt độ thấp nhất sẽ ở vào khoảng 14 cho đến 17 độ còn tại khu vực vùng núi nhiệt độ xuống dưới 12 độ sang đến ngày mai thì nhiệt độ cao nhất cũng sẽ chỉ đạt mức là 18 cho đến 21 độ, còn tại khu vực Tây Bắc là từ 20 cho đến 23 độ. Đến với các tỉnh thành khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay và ngày mai thời tiết tại đây khá ổn định với trời không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều, chiều trời nắng, thời tiết thuận lợi cho hoạt động du lịch. Còn ngược lên các tỉnh khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận thì tiết trời tại đây khá mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ. Còn ban ngày thì nhiệt độ cũng duy trì ở mức không quá cao, chỉ khoảng 27 cho đến 30 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên, trời lạnh về đêm và sáng sớm với nền nhiệt thấp nhất chỉ từ 15 cho đến 18 độ, còn ban ngày thì nhiệt độ tăng lên mức 28 đến 31 độ. Trong khi đó thì khu vực Nam Bộ trời khá oi nóng vào ban ngày, nhất là tại các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất sẽ đạt mức 33 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Còn tại khu vực miền Tây thì nhiệt độ cao nhất sẽ giữ khoảng 31 đến 33 độ. Thưa quý vị, trên các vùng biển phía Nam hiện nay thì cường độ gió không mạnh nên các hoạt động du lịch biển có thể diễn ra bình thường. Trong tiết trời nắng giáo không mưa cùng với sóng yên biển lặng, quý vị và các bạn có thể tìm đến Hòn Đá Bạc nằm cách thành phố Cà Mau khoảng 50 km đường thủy và 42 km đường bộ với bóng cây bàng bồ đề che dợp, hòn đá bạc lúc nào cũng xì xào tiếng gió biển. Điểm đặc biệt là bao quanh hòn hòn đá bạc đều là đá granite trồng chất lên nhau, tạo thành những hình thù hết sức độc đáo. Ngoài ra thì hòn đá bạc cũng có cả một hệ sinh thái rừng với các mảng rừng và thảm thực vật nguyên sinh quý hiếm. Đây chính là nét chấm phá kỳ diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho riêng tỉnh Cà Mau. <laughs> xin mời quý vị cùng tham khảo về tình hình thời tiết tại các địa điểm du lịch khác trên cả nước. Đến với các địa điểm du lịch vùng núi Tây Bắc, thưa quý vị, tại khu vực Điện Biên không mưa, nhiệt độ ban ngày còn ở mức khá cao vào khoảng 30 độ, còn ban đêm thì nhiệt độ phổ biến trong khoảng 15 độ. Tại Sapa có mưa với nhiệt độ chỉ dao động từ 11 đến 19 độ, tại Tam Đảo cũng có mưa với nhiệt độ chỉ từ 11 đến 13 độ. Sang đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, tại đây trời nhiều mây, đêm và sáng mai sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn, sáng sớm thì có sương mù, đến chiều mai thì mưa sẽ có dấu hiệu tăng hơn, thời tiết không thuận lợi cho hoạt động ngoài trời và du lịch. Tại Hà Giang, Vịnh Hạ Long và tại thành phố Hải Phòng thì nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức là dưới 20 độ. Xuôi xuống các địa điểm du lịch Bắc Trung Bộ, Tại Sầm Sơn có mưa trời rét, nhiệt độ trong ngày chỉ khoảng 16 cho đến 20 độ. Còn tại Phong Nha kẻ Bàng và Huế không mưa, trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 20 độ, còn ban ngày nhiệt độ cao nhất giữ ở mức 22 đến 24 độ đến với khu vực Trung Trung Bộ, trong đêm nay và ngày mai thì thời tiết tại đây duy trì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng yếu. Tại Đà Nẵng và tại Hội An không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ và cao nhất là từ 27 đến 28 độ. Còn tại Bà Nà cũng không mưa nhưng trời rét với nền nhiệt trong ngày chỉ duy trì ở mức là dưới 20 độ. Tại các khu du lịch biển như tại Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu, trong đêm nay và ngày mai thì cường độ gió trên biển hoạt động không mạnh, thời tiết tiếp tục ổn định với đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 22 đến 24 độ, còn cao nhất tại đây là từ 29 cho đến 30 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm trời rét, còn ban ngày có nắng và độ ẩm giảm thấp, trời khô hanh. Tại Pleiku và Buôn Mê Thuật, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ và cao nhất là 29 đến 31 độ. Tại thành phố Đà Lạt, nhiệt độ chỉ từ 10 cho đến 24 độ. Còn tại các tỉnh thành miền Nam trong 24 giờ tới, thời tiết ổn định. Tại Tây Ninh, ban ngày trời nắng và oi bức với nhiệt độ cao nhất tăng lên 35 độ, còn về đêm nhiệt độ giảm còn 22 độ tại thành phố Hồ Chí Minh và tại U Minh trời không mưa với nhiệt độ thấp nhất tại đây là từ 23 đến 24 độ còn cao nhất là 32 đến 33 độ. Về tình hình thời tiết tại hai địa điểm du lịch biển đảo phía Nam trong đêm nay và ngày mai, tại khu vực Côn Đảo và Phú Quốc, thời tiết vẫn duy trì mây thay đổi, không mưa và ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 và cao nhất sẽ đạt mức là 29 cho đến 31 độ. Tình trạng biển trên cả hai khu vực này đều khá tốt nên các chuyến tàu du lịch có thể hoạt động bình thường. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết du lịch của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.